Hello mọi người, lại là mình đây mọi người ơi. Một ngày ở tại Cạn Cá Cà Ná các bạn. Ngay bên hông mình đây là giao lưu. Giao lưu với là Hoa hậu Ngọc An các bạn, Hoa hậu Thu Mua. Đây. Mấy mình quay về chiếc ghe này rất là nhiều clip. Từ lúc về cho tới lúc đi làm. Nhưng mà bữa nay mới có clip hai ghe cặp chung các bạn. Mới có clip có dịp quay một clip đầy đủ hai ghe cặp chung. Đây mình sẽ xoay camera lại và quay cái chi tiết nhiều cái góc nhìn cho anh em mình xem thu mua của mình bữa nay giao lưu với thu mua của Hoa hậu luôn các bạn. Hoa hậu chứ không phải Hoa khôi nữa. Hoa hậu thu mua đến từ Nghệ An. Này chủ bao của anh em Cà Ná mấy bữa vừa rồi có cá cơm cho nên là đoàn ghe chủ bao anh em rần rần các bạn. Này chủ bao nè, chủ bao lại neo sát lái mình luôn, hình như là vô vừa mới bán cá cơm xong hay sao các bạn. Ghe cũng đẹp, ghe dao động 17 m hơn đó ha, nhìn nó dài. Chiếc này chắc 18 m. Chỉ có điều là mẫu ghe của anh em Cà Ná họ làm chủ bao cho nên với kết hợp với pha súc cho nên họ đóng cái dàn tầng lầu cabin nhìn nó gọn ghê các bạn. Nó gọn ghê với người chủ anh em hay giữ cái nét khỏe nó hay len cho nên nhìn cái ghe nó cũng hơi bị mất quán, mất cái dáng của chiếc ghe. Bên sau này nữa chiếc trụ bao của Tý Đô, chiếc này quá đẹp luôn ha, Ninh Thuận 02016, ghê quá đẹp luôn. Xài sử dụng động cơ máy Giang Ma, dọc bên hông có chạm cái chữ Giang Ma luôn. Đây các bạn, trụ bao của Tý Đô, nhìn mặt ghe không còn nói là đẹp nữa mà phải nói là quá xuất sắc luôn. Đường nét nó quá hoàn hảo luôn các bạn. Nẩu liêu phiêu hai cái hông mặt nó phải quá đều và quá vuông hông luôn. Ngay tại mà công viên nó đi ra nó không bị sượng, rất là đẹp. Phải cái nét ghe nó quá xuất sắc. Mình thích thích cái nét phải nó ngang vai mà nó có cái độ nghiêng tí xíu các bạn. Nó có cái độ nghiêng tí xíu để nó ngầu với chiếc ghe. Chiếc này có trang bị radar rồi này nọ, chiếc này chắc còn dài phải tầm dao động 19 mét hơn á, 19 20 mét đổ lại. Giải độc gan Tuệ Linh, sản phẩm chuyên biệt cho người viêm gan virus và xơ gan. Giải độc gan Tuệ Linh đã được thử nghiệm lâm sàng tại Viện Trung ương Quân đội 108. Kết quả làm giảm nồng độ virus viêm gan B trong máu và có thể âm tính virus. Người đang có virus viêm gan trong máu để phòng ngừa virus bùng phát gây xơ gan, ung thư gan, hãy uống giải độc gan Tuệ Linh. Người thường xuyên uống rượu bia để phòng ngừa xơ gan do bia rượu, hãy uống giải độc gan Tuệ Linh. Giải độc gan Tuệ Linh, sản phẩm được người tiêu dùng bình chọn là sản phẩm bảo vệ gan số 1 Việt Nam. Quá đẹp luôn. Đây bên này chiếc chủ bao dao động 17 mét hơn. Phải mặt ghe cũng đẹp bầu bỉnh nhưng mà cái nét ghe này cái mặt ghe nó ngang, nó hơi ngang nhiều cho nên nhìn nó không có ác chiến bằng nét xéo. Cũng có thể là do mình thích cái nét xéo nhiều quá cho nên trong mỗi video mình hay nêu lên cái quan điểm sở thích của mình cho nên là anh em nào thích cái nét ngang thì anh em cũng thông cảm so với cái quan điểm mà mình đưa ra nha. Em bên này có chiếc gì đây của Quốc gì đây, Quốc Thư các bạn, Quốc Thư chủ bao kết hợp dàn pha dàn xúc này nọ. Đa phần ghe Cà Ná thì mới làm song song hai ngờ thì nhiều, mấy ngày vừa rồi chủ bao vô cũng đông nhưng mà mình vô đây mình cũng bận bịu làm cho nên cập nhật nó cũng ít á, lon thoáng thôi. Còn ở ngoài hầm cửa kia là chỗ bao neo ở ngoài hầm cửa quá trời quá đất luôn.
này nữa nè. Quá đẹp ha. Còn bây giờ quay trở lại với nội dung, anh em mình cùng tham quan tham quan giao lưu của thu mua bố già với hoa hậu Ngà An các bạn. Mình sẽ lên chịu khó lên trên cabin ha, lên ở trên kia mình đứng đỡ mình soi xuống cái góc xuống cho anh em xem. Bởi vì mấy ngày nay nó có hơi gió cho nên mình bay flycam không được. Đây các bạn, góc quay từ trên cao của thu mua bố già và hoa hậu Ngà An các bạn. Hiện tại thì ghe ảnh với ghe mình thì cùng bắp cái lượng tổn mà. Coi như là gầm ghe hết. Đó. Mình cũng bắp cái lượng tổn là khẩm ghe luôn. Ghe mình 22 hầm mà mình bắp tổn 20 hầm luôn. Đấy. Còn ở trên ghe mình thì chứa ở dưới bồn lái là 1 tấn nước. Ở trên mặt bồn là 1 tấn nước nữa là 2 tấn. Còn bên ghe của ảnh là ảnh vừa mới tâm sự với ảnh là ảnh chứa sau lái là 7 tấn nước các bạn. 7 tấn nước mà nó gọi là anh em quen biết nhau tâm sự thật sự là 7 tấn nước, nhưng mà cái lái nó cũng không có gịch xuống lắm. Cái mũi nó cứ gầm theo. Thì ảnh cũng chia sẻ là do cái mặt bụng mũi nó cũng hơi bóp các bạn, cho nên là khi mà vô tải tổn hay là tải cá thì nó sẽ đầm xuống cũng rất là nhanh. Đầm xuống rất là nhanh các bạn. Đây nè, giang bon của thu mua của mình. Đây giang bon của thu mua ảnh các bạn. Ghe ảnh cũng rộng, chỉ có điều cái mặt ghe nó ở trước cái dài mũi nó hơi thon. Còn ở sau lái thì ghe ảnh nó không có cái kích thước chiều dài, nhưng mà nó cái độ quẻ mũi và độ quẻ lái nó nhiều quá. Cho nên là cái mặt mơ lường, cái mặt trên sàn thì nó có diện tích, nhưng mà cái mặt mơ lường thì nó thon các bạn. Mặt mơ lường nó không có, nó bị hẹp. Đây có chiếc thu mua Đông Hải, ghe của anh Thái. Chiếc này dài cũng dao động 17 mét các bạn, 7 mét, 17 mét hơn. Mẫu ghe đến từ Nha Trang. Nhìn chiếc ghe nó cứng khừ, nó cứng ngắc, đẹp quá ha. Phải nói là quá đẹp, quá dễ thương. Trên cái tầng lầu thì ảnh thiết kế quá là hay, quá gọi là vừa ý mình luôn. Ở cái gian cửa trên á, ảnh thiết kế nó cao hơn một chút so với ghe thu mua của mình, và nó thêm một cái cánh nữa. Còn ghe thu mua của mình là ở dàn cửa trên là nó ba cánh, ảnh là làm bốn cánh. Còn cửa dưới thì hình thức nó y chang. Ghe quá bầu bỉnh tròn trịa ha.